Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến bài học tiếp theo. Và bài học này là bài học tôi sẽ hướng dẫn sơ lược đầu tiên để giúp các anh chị thiết lập một tài khoản Google AdWords. Vậy thì để thuận tiện cho việc theo dõi thì tôi sẽ kết hợp với việc thao tác trên màn hình để hướng dẫn các anh chị được tốt hơn. Đầu tiên thì để chạy quảng cáo Google AdWords thì phải có tài khoản AdWords. Mà muốn có tài khoản AdWords thì bạn cần hai thứ sau đây sẵn sàng. Một, đó chính là một cái tài khoản Gmail. Hai, đấy chính là thẻ Visa hoặc thẻ Master, Debit hoặc Credit. Tôi xin nhắc lại nhé. Vâng, để có tài khoản quảng cáo Google AdWords thì bạn sẽ cần hai cái yếu tố sau. Thứ nhất đó là cần một tài khoản Gmail, bởi vì tất cả các dịch vụ của Google đều sử dụng đến Gmail. Và thứ hai là dùng thẻ thanh toán quốc tế Visa hoặc là Master, đúng không ạ? Và thẻ này là thẻ thanh toán quốc tế có tiền ở trong đấy. Đấy. Thế thì về Gmail, các bạn đăng ký Gmail và hầu như chúng ta đã có rồi. Thế thì các bạn chỉ cần có một cái thẻ thanh toán quốc tế thôi. Cái thẻ này các bạn ra bên ngoài làm, thí dụ như là các ngân hàng các bạn làm debit hoặc các bạn có credit, các bạn sẽ đăng nhập vào, tôi sẽ hướng dẫn, được chưa? Như vậy cần hai cái thứ đó sao chúng ta đưa vào trong cái tài khoản Google AdWords, chúng ta hình thành nên tài khoản quảng cáo Google AdWords. Và khi có tài khoản Google AdWords thì chúng ta sẽ thao tác để chúng ta chạy quảng cáo trên Google AdWords. Chúng ta hiểu chưa ạ? Vâng, thì vừa rồi là tôi đã nói sơ lược với cái việc đó. Bây giờ tôi sẽ thao tác. Để bắt đầu truy cập vào cái Google AdWords này thì chúng ta sẽ đánh vào địa chỉ adwords.google.com. Vâng, hoặc nếu như các bạn không biết đánh vào trang này thì các bạn tìm cái từ khóa adwords.google.com hoặc là tìm từ khóa AdWords là ok. Được chưa ạ? Thì nó sẽ ra cái trang như thế này cho chúng ta. Đấy. Trên trang này đây chúng ta đang nhìn thấy trang chủ, cách hoạt động, định giá, công cụ, tài nguyên. Đấy, đưa quảng cáo của bạn lên Google ngay hôm nay, bắt đầu ngay. Vâng, thì tôi đang sử dụng một cái Gmail mà tôi không có tài khoản AdWords, bởi vì tôi đã có một cái tài khoản Gmail, đã có tài khoản AdWords. Tức là chúng ta có thể sở hữu nhiều tài khoản AdWords, ok? Bằng cách là chúng ta sẽ có nhiều tài khoản Gmail và có nhiều thẻ thanh toán. Mỗi một cái thẻ thanh toán này chúng ta đưa vào một Gmail thì chúng ta sẽ có một tài khoản Google AdWords. Vâng. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào nút bắt đầu ngay. Chúng ta sẽ bấm vào nút này. Đấy, đúng không ạ? Vâng, nó sẽ báo rằng là gì? Hoan nghênh bạn đến với Google AdWords. Địa chỉ email của bạn là gì? Vâng. Thế thì cái địa chỉ email của tôi là fananh2306a@gmail.com. Bởi vì là cái tài khoản tôi đã có rồi thì tôi không sử dụng nó để hướng dẫn cho các bạn được. Tôi phải sử dụng một cái Gmail mới để tôi hướng dẫn các bạn, được chưa ạ? Vâng, trang web của bạn là gì? Thí dụ như này mình có thể điền vào đây là pa.marketing.vn. Các bạn có muốn nhận được các mẹo không? Có đi, đúng không ạ? Nhận đi, nó gửi cho mình tốt mà. Đó, chúng ta sẽ đợi sang bước tiếp theo. Ở bước này thì chúng ta sẽ mất một chút thời gian, nó phụ thuộc vào mạng, đúng không ạ? Mạng nhanh hay mạng chậm. Thế thì lúc đấy thì chúng ta sẽ lấy thẻ thanh toán quốc tế để chúng ta điền vào và chúng ta hoàn thành những cái thông tin cần thiết ở trên tài khoản này. Đây là cái thao tác để hướng dẫn các bạn tạo ra một cái tài khoản AdWords lần đầu tiên. Đấy thì thằng Google AdWords nó rất là khôn. Cái quá trình mà mình thiết lập cái tài khoản quảng cáo lần đầu tiên, nó cũng chính là cái quá trình mà mình thiết lập cái giao diện để mà mình chạy quảng cáo cho cái chiến dịch quảng cáo lần đầu tiên. Tôi lưu ý một chút nhé. Sau khi mà mình thiết lập xong cái tài khoản quảng cáo thì lần sau nó sẽ không đòi cái giao diện này nữa. Ý tôi muốn giải thích rằng là cái giao diện này chỉ dành cho lần đầu tiên mà chúng ta đăng nhập, ok? Và sau này chúng ta làm rồi, đây tôi sẽ cho các bạn xem so sánh. Tôi vào một cái Chrome khác, đúng không ạ? Thì lúc này tôi vào cái trình AdWords, tôi vào thẳng thì nó sẽ cũng ra là bắt đầu như thế này, được chưa ạ? Chúng tôi bấm bắt đầu ngay một cái. Vâng, thì nó sẽ vào cái trang của chúng ta luôn. Đấy. Ok.
Nó vào thẳng cái giao diện của cái Google AdWords này. Đây là giao diện chuẩn của những cái tài khoản quảng cáo mà đã được thiết lập. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó không bắt chúng ta phải thiết lập một cái chiến dịch lần đầu giống như là cái tài khoản này. Và tôi nhắc lại, đây là video hướng dẫn thao tác để mà các bạn lập cái tài khoản Google AdWords lần đầu tiên. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng, chúng ta sẽ thiết lập một cái chiến dịch đầu tiên của bạn. Đấy, đặt ngân sách hàng ngày. Thí dụ như là chúng ta có ngân sách hàng ngày là dự kiến là 100.000, 200.000. 100.000 một ngày tương đương 3 triệu một tháng, 200.000 là tương đương với 6 triệu một tháng. Chúng ta sẽ điền 100.000 vào đây. Được chưa ạ? Vâng. Chúng ta lưu 100.000. Địa điểm. Địa điểm ở đây thì chúng ta có thể chạy cả Việt Nam hoặc chạy chỉ Hà Nội hoặc là chỉ một cái vùng miền nào đó. Thì chúng ta có thể đánh vào đây chữ Hà Nội. Đấy. Vâng. Chúng ta có thể chọn tìm kiếm nâng cao để nhắm chọn vào các cái vị trí địa lý làm sao cho nó hẹp hơn để mà chúng ta chạy quảng cáo Google AdWords. Tức là như này này, tức là nếu như mà các bạn chạy quảng cáo mà chỉ những cái người mà đang online ở cái vùng đó, cái khu vực đó thì mới nhìn thấy quảng cáo của bạn, đúng không ạ? Nó giống như là các bạn dạy tiếng Anh ở Hà Nội nhưng mà một cái người ở Sài Gòn người ta click vào quảng cáo thì người ta không thể bay ra Hà Nội học được, thì như vậy quảng cáo là vô nghĩa và lãng phí, đúng không? Thì nó cho mình giới hạn như vậy. Tất nhiên đây là cái thao tác để tạo ra cái tài khoản quảng cáo, cho nên tôi sẽ hướng dẫn nhanh thôi. Đấy, mạng thì chúng ta sẽ chọn mạng gì? Thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn là chỉ mạng tìm kiếm. Tức là chúng ta sẽ làm AdWords cho công cụ tìm kiếm để người ta tìm từ khóa, đúng không? Ok. Đấy. Từ khóa chúng ta chọn là gì? Đấy, thì ở đây nó gợi ý sẵn cho chúng ta là những từ khóa như online marketing, nghề marketing, đấy, marketing plan, học marketing online, vân vân. Đúng không ạ? Chúng ta có thể thêm. Đấy. Mức độ phổ biến. Chúng ta nhìn thấy ở đây. Email marketing, marketing mix gì đó vân vân, đúng không? Vâng. Đấy, chúng ta chọn bừa thôi, chúng ta chọn bừa thôi nhá. Vì cái phần này chúng ta chưa làm đến cái phần chi tiết vội, chúng ta làm cho nó nhanh thôi. Vâng. Chúng ta lưu lại. Đấy, chúng ta đặt giá thầu. Vâng, đặt giá thầu. Thì chúng ta ở đây nó nói là gì? Chúng tôi khuyên bạn nên để giá thầu tự động. Ok, thì tôi sẽ để tự động. Viết quảng cáo. Đấy, viết quảng cáo là gì? Học AdWords với Phan Anh. Vâng. Đấy. Tiêu đề 2: giàu nhanh không phanh. Vâng. Kiếm tiền. Ok, không đủ ký tự. Cái này các bạn lưu ý là chúng ta rất là hạn chế về mặt ký tự nhá. Vâng. Kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng với Google AdWords. Ok. Đấy. Học phí vô cùng rẻ. Ok. Lưu. Đấy. Tiếp tục. Vâng. Nó báo là gì? Chúng ta có một số cái lỗi về ngôn từ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là chúng ta là cái lỗi gì. Học AdWords với Phan Anh không có lỗi. Giàu nhanh không phanh, kiếm tiền nhanh chóng dễ dàng, học phí vô cùng rẻ. Vâng, có lẽ là so sánh chăng? Không đủ. Học online, ok. Không cho dùng AdWords, bỏ đi. Học GA. Học quảng cáo tìm kiếm. Không cho dùng AdWords thì thôi. Sợ gì, ok. Thương hiệu của nó đấy mà.
Vâng. Tiếp tục. Cái lỗi này thì nó nhiều lắm, thỉnh thoảng nó bị lỗi thì chúng ta sửa, không có vấn đề gì, được chưa ạ? Tiếp tục. Đấy. Bây giờ thì đến phần thông tin về thanh toán của cái tài khoản quảng cáo của chúng ta. Đấy, tên nước trong hóa đơn ở Việt Nam, giờ GMT cộng 7, ok. Đề nghị giới thiệu không có. Vâng, không có, hoặc là có thể là fananhonline@gmail.com giới thiệu cho cái tài khoản này. Vâng, không hợp lệ đúng không? Bỏ đi. Gửi khuyến mại cho tôi, gửi luôn. Tên doanh nghiệp là công ty cổ phần PA Marketing. Đấy. Địa chỉ này. À, ví dụ như là gì? Cầu Giấy, Hà Nội, City, mã bưu điện 1000, 5 số 0 luôn, 5 số 0 nhé, địa chỉ, thanh toán, số tiền chỉ định thanh toán là, ví dụ 10 triệu đi, cho nó máu me đi, đấy. Cái số thẻ này chính là cái 16 số của mặt trước của cái thẻ Visa. Cái video này tôi không có cái Visa trong tay, cái video sau tôi sẽ cầm trong tay tôi quay lại cho các bạn nhé. Nó là 16 số của cái mặt trước đây. Thì tôi sẽ lấy cho thẻ Visa, enter một cái. Tìm hình ảnh. Thì bao giờ một cái thẻ Visa nó cũng sẽ có cái mã ở đằng trước. Đấy. Thì chúng ta sẽ điền 16 số cái mặt trước này vào. Ví dụ như là cái hình này tôi đang xem là 4000 gì đấy đúng không? 0807 bạn điền vào đây. Đấy chính là mã số thẻ. Đấy. Tháng và năm CVV này. Thì tháng và năm đây nó chính là hai cái số tháng tháng và 5 năm của cái thẻ này. Mình điền vào. Ví dụ như là 10/20 tức là tháng 10 năm 2020. Đấy là cái ngày hết hạn của cái thẻ đó. CVC. CVC là 3 số bảo mật của mặt sau. Mặt sau nhé, thì tôi sẽ tìm cái mặt sau cho các bạn. Đây. Mặt sau đây này. Cái phần bao giờ nó cũng có cái phần bôi đen này này. Thì đây chính là cái phần CVC. Chúng ta sẽ điền 3 cái số cuối cùng của mặt sau của thẻ điền vào. Đấy, đây chính là cái kiểu như là cái bảo mật. Mình điền vào đấy có nghĩa là mình đồng nghĩa việc là cho phép Google xâm nhập vào cái tài khoản thẻ này để thực hiện cái hoạt động thanh toán nếu như mà mình có mua hàng ở trên Google AdWords. Mình mua cái gì? Mình mua quảng cáo đúng không? Thế thì như vậy là Google sẽ thu tiền của mình, trừ tiền của mình qua thẻ Visa hoặc thẻ Master Debit hoặc Credit, ok. Đấy. Và sau đó là mình đồng ý và mình hoàn tất và tạo quảng cáo thôi. Thì đến bước này thì cho phép tôi dừng. Tôi không điền đầy đủ thông tin vào nha, tôi hướng dẫn chi tiết cho các bạn rồi. Bởi vì nếu tôi điền vào thì nó sẽ hình thành nên cái tài khoản AdWords nữa, đúng không? Và tôi nhắc lại này, phương thức thanh toán số thẻ chính là 16 số mặt trước của thẻ. Tháng là 2 số, năm là 2 số. Thí dụ như 0917 là tháng 9 năm 2017, hay là 10/21 đấy là tháng 10 năm 2021. CVC là 3 số cuối ở trong mặt sau của thẻ. Mặt sau của thẻ đây chúng ta đang nhìn thấy, được chưa ạ? 3 số cuối chúng ta điền vào. Và lưu ý là cái số này chúng ta đừng có để mà nó bị mất, bị lộ, đúng không ạ? Bởi vì người khác hoàn toàn có thể sử dụng cái mã series số thẻ ngày tháng năm và CVC này để đưa vào một cái thẻ, một cái tài khoản thanh toán trên Facebook, trên Google hoặc là trên bất kỳ một cái công cụ thanh toán nào, Amazon hay gì đó mua hàng. Đấy, bởi vì đặc tính của thẻ thanh toán quốc tế tức là không cần đến SMS OTP, tức là không cần đến mật khẩu một lần để mà xác thực, tức là nó tự động trừ xẹt một cái luôn, không có cần phải OTP, nó phải nhắn về tin điện thoại làm gì cả, các bạn nhớ chưa ạ? Vâng.
Thế thì vừa rồi tôi hướng dẫn sơ lược các bước để các bạn có thể tạo ra một tài khoản quảng cáo Google AdWords bước đầu. Và sau khi mà các bạn tạo ra xong thì các bạn sẽ không cần đến việc tạo ra nữa, và các bạn sẽ bắt đầu làm việc với cái giao diện giống như cái tài khoản này. Chúng ta sẽ hình thành nên cái giao diện này. Vâng, ở đây thì nó cũng đang gửi một cái thông báo, nó không sao cả. Bởi vì cái thẻ của tôi, thẻ thanh toán trong cái tài khoản này là nó bị hết hạn. Mà tôi chỉ chủ yếu sử dụng cái tài khoản này để dạy, làm mẫu. Và rất là nhiều người đăng nhập vào để chạy mẫu đấy. Cho nên tôi không muốn đưa cái thẻ vào. Nên mình bỏ qua cái phương thức màu đỏ này nhá. Mình nhìn qua cái giao diện như này. Thì cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn về cách sử dụng các cái menu, cái giao diện Google AdWords để các bạn có thể hình dung ra nó có những cái gì và tính năng của nó như thế nào. Được chưa ạ? Vâng. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Video hướng dẫn về bước đầu thiết lập tài khoản Google AdWords. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.